Bài ngày hôm nay, cách sử dụng biện pháp nghệ thuật có tác dụng như thế nào trong việc miêu tả âm thanh của tiếng chim trong đoạn thơ sau? Đây là đoạn thơ trích trong bài Tiếng chim buổi sáng của nhà thơ Định Hải. Ta sẽ lựa chọn khổ thơ: tiếng chim lay động lá cành, tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng, tiếng chim vỗ cánh bầy ong, tiếng chim tha nắng giải đồng vàng thơm. Ở bài này, chúng ta đang theo dạng thứ ba và ta tập trung khai thác ở phần biện pháp nghệ thuật. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến phần thứ nhất, đọc để hiểu nội dung trước khi ta có phần cảm thụ theo khai thác ý của bài. Thể thơ lục bát cho nên phần đọc của các con khá là dễ. Con ngắt nhịp như nhịp của thể thơ lục bát thông thường. Chỉ chú ý một số từ ngữ con cần phải nhấn. Và ở bài này, chắc chắn các con cũng sẽ cảm nhận được từ mà ta phải nhấn, đó chính là những động từ. Động từ này mang lại ý nghĩa, mang lại sự thúc giục. Từ ta cần phải nhấn đó là lay động, đánh thức, dậy cùng, vỗ cánh, tha nắng và giải. Ngoài ra còn một số từ ngữ nữa để gợi tả về hình ảnh, khi đọc con cũng nhấn nhẹ một chút. Bây giờ cùng đọc với cô để bước đầu ta có sự cảm nhận nhé. Tiếng chim lay động lá cành, tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng, tiếng chim vỗ cánh bầy ong, tiếng chim tha nắng giải đồng vàng thơm. Như vậy, qua bước đọc, qua cách mà ta nhấn vào từ ngữ và hình ảnh cũng là bước đầu con cảm nhận được về bài thơ.